Chị xin Phương Trinh, và ngày hôm nay anh có mặt ở tại Atengo là một sự bất ngờ dành cho Thảo. Và ngày hôm nay thì với Thảo rất là vui. Mời tất cả quý vị, chắc chắn rằng giọng ca này, tiếng hát này đã lâu lắm rồi Thảo không nghe. Chắc chắn là quý vị ở Cali chắc chúng ta cũng không có nghe anh trong thời gian qua. Nhưng anh là một người ca sĩ rất là nổi tiếng ở tại Việt Nam và anh khi định cư ở Hoa Kỳ. Và ngày thời gian qua thì Bích Thảo không thấy anh nữa, thì ngày hôm nay tí đến đây Bích Thảo sẽ phỏng vấn anh để cho tất cả quý vị chúng ta cũng biết rằng thời gian qua anh đang ở đâu. Và ngày hôm nay với sự hiện diện đặc biệt, một niềm vinh dự, chúng ta cùng chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Văn Phi Thông. Trời ơi, người anh của tôi vẫn đẹp trai như ngày nào. Xin cảm ơn Bích Thảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngày hôm nay tôi rất là vui được trở lại Cali và Itango. Thì xin mời Chu Di lên trên này một không ạ? Không, một chút xíu thôi. Để biết tại sao không? Thông xin chân thành cảm ơn em Chu Di là tại vì ngược thời gian trở về quá khứ năm 2016 là Chu Di là một người đã giúp đỡ Thông rất là nhiều trong cái lĩnh vực tìm một cái góc trong cái nghệ thuật của Cali. Và Chu Di đã dẫn Thông đến các trung tâm của những Bali, của Asia, của Vân Sơn, của tất tật tật tuốt tuột tuột, nhưng mà làm như là mình không có duyên á. Cho nên là thôi, như Bích Thảo nói là anh không phải là ở Cali mà anh ở châu Âu, ở Đức. Thì ngày hôm nay đó là được đi qua thăm các bạn bè học 35 năm tại Việt Nam. Và thứ ba này đó là Thông cùng với các bạn sẽ tổ chức một cái buổi gói bánh chưng, bánh tét, tất cả các món ăn ngày Tết của Việt Nam. Thì ngày hôm nay đó là từ trên sân bay chạy thẳng từ sân bay bên Đức bay qua và đến Itango, là bây giờ cái hồn nó còn ở trên mây trên gió đó. Đó, cho nên là có thể hát không hay như lời Bích Thảo giới thiệu, nhưng mà Thông sẽ cố gắng đem những cái tình thương của Thông từ bên châu Âu, một cái nơi rất là lạnh. Đó, đây này, còn phải quấn khăn này. Thì cảm ơn Chu Di rất là nhiều trong những cái năm tháng mà Chu Di đã giúp đỡ anh nhé. Rồi, cảm ơn em đã cho anh nhiều cái năng lượng tốt. Và cảm ơn Bích Thảo là một người em đã từng đi hát với Thông ở bên Việt Nam. Và đây là anh Hùng Đánh Bác, cũng là một người anh cùng chơi nhạc ở bên Việt Nam. Hôm nay lâu lắm mới gặp được anh ấy. Rồi, cảm ơn các nhà. Cho Thông một tràng vỗ tay để lên tinh thần đúng không ạ? Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương yêu, mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt này để rồi đắm say. Thank you.
Cảm ơn quý vị. Quý vị thấy ban nhạc đánh có xu không ạ? Cho ban nhạc một tràng vỗ tay được không ạ? Và Thông xin phép được thắt lại một bài nữa được không ạ? Và bây giờ tôi mời tất cả quý vị cùng cùng ra sàn nhảy với vũ điệu rumba và nhạc phẩm có tên gọi là Mùa Đông của Anh. Ngày nào anh yêu em
Và Tùng xin phép được hát tặng thêm một bài nữa. Cho em một tràng vỗ tay được không ạ? Thưa tất cả quý vị, và sau đây để bắt đầu chương trình ca nhạc với dành cho tất cả quý vị khách